Thưa quý vị, Bình Phước là một trong số những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi dê. Dê là động vật dễ chăm sóc, không cần vốn lớn, nguồn thức ăn dồi dào, dễ tìm. Vì thế, các hộ nông dân đều có thể chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, thậm chí là làm giàu. Tuy nhiên, một thực tế tồn tại nhiều năm qua, đó là đầu ra chưa ổn định, thường bị thương lái ép giá, khiến người nuôi dê chưa yên tâm. Có diện tích đất vườn khá rộng nên ông Bùi Văn Nam ở xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh trồng các loại cây lâu năm như tiêu, sầu riêng để phát triển kinh tế. Song song đó, ông cũng tận dụng nguồn thức ăn từ lá keo kết hợp trồng thêm cỏ voi dưới tán cây để chăn nuôi dê nhằm tăng nguồn thu. Trong cái chỗ mà mình xen canh ấy, thì mình trồng cỏ, nuôi dê. Trong thời gian mà sầu riêng nó chưa cho mình thu trái, thì là mình vẫn trồng cỏ bên dưới được cái tán của nó, mình tận dụng cái đó để chăn nuôi. Chứ còn nếu còn từ cái chỗ đó thì mình có nguồn thu hai mặt, sau này từ cái cây sầu riêng và cái con dê này, thì nói chung là về cái con dê ấy, thì nói chung là mình lấy ngắn nuôi dài, hiện tại là tận dụng được cái nguồn thức ăn dư thừa tại gia đình để mình chăn nuôi. Có gần 20 năm kinh nghiệm nuôi dê nên đàn dê của gia đình ông Nam luôn khỏe mạnh. Trong chuồng luôn có trên 100 con các loại, từ dê thương phẩm cho đến dê giống. Ông Nam cho biết, những năm qua giá hồ tiêu xuống thấp, nên ông dần chuyển đổi trồng tiêu sang trồng sầu riêng. Trong giai đoạn sầu riêng chưa cho trái, thì nuôi dê đã đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Hiệu quả từ nuôi dê của gia đình mình, ông Nam đã tư vấn, hỗ trợ, nhân rộng cho người thân và nhiều hộ khác trên địa bàn. Để phát triển chăn nuôi dê, cuối năm 2021, các hộ nông dân trên địa bàn đã liên kết thành lập hợp tác xã chăn nuôi dê sinh sản xã Lộc Hòa với 7 thành viên, quy mô từ 50 đến 200 con một hộ. Mong muốn thì cũng làm sao mà trên có một cái chương trình hỗ trợ ưu đãi cho người chăn nuôi đấy, để phát triển cái đàn dê nó càng ngày càng nhiều hơn với cái phương thức xóa đói giảm nghèo. Người có giúp cho những người khó khăn để coi như là hỗ trợ kinh tế lẫn nhau, để coi như là địa phương coi như giảm cái hộ nghèo đi. Đầu ra thì cũng mong muốn làm sao mà có được cái bao tiêu, được cái sản phẩm mà cái đầu ra nó ổn định từ dê thịt cho đến dê giống. Trước thực trạng thường xuyên bị thương lái ép giá, các thành viên hợp tác xã chăn nuôi dê sinh sản xã Lộc Hòa đều mong muốn có được giải pháp ổn định thị trường giá cả. Bên cạnh đó là được hỗ trợ vốn mở rộng chăn nuôi. Chỉ mong là cái giá cả làm sao mà được tốt thôi, ổn định. Đó, cái nguồn thức ăn có nhiều cái công ty hay cái gì đến người ta chào mà giá, chất lượng của sản phẩm nó được đảm bảo để mình hỗ trợ mình chăn nuôi được tốt hơn. Đó, thì mình mới hỗ trợ giúp những bà con xung quanh đây được. Tại vì mình chăn nuôi nhiều thì mình người đi đầu thì mình phải có cái nguồn thức ăn rồi cái các thứ mà mình trải qua trước thì mọi người làm theo. Thứ nhất do cái tình hình dịch bệnh Covid, cái thứ hai nữa là cái giá cả dê thì nói chung nó còn bấp bênh lắm. Chúng tôi muốn kiến nghị với các cấp là làm sao mà tìm một cái đầu ra cho bà con ổn định. Hiện tại cái giá dê nó hơn 100 là nó đối với dê thịt, còn dê cái thì bây giờ rất khó bán. Bởi thương lái ép giá quá, thương lái đi mua thì cứ chê dê cái, nó bảo là bắt buộc là phải mua cái con dê là phải màu này màu kia. Đó có nghĩa là người ta chỉ bán cho con dê thịt thì không như con nào cũng như thịt. Chẳng qua người ta nói một cái cách chút người ta đấy để người ta ép giá bà con nông dân. Cũng như ở Lộc Hòa, chăn nuôi dê đang phát triển ở nhiều địa bàn khác trong tỉnh. Đây được xem là một mô hình xóa đói giảm nghèo, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm hàng ngàn hộ nông dân. Để phát triển bền vững hơn, bên cạnh việc chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm của các nhà nông, rất cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành nhằm tạo đầu ra ổn định.